Tại sao vậy? Tại sao tới bây giờ tôi mới biết? Từ hồi xưa tới giờ nói thiệt á, nghe nhiều người nói, nhiều người đồn là cái con đường này nó đẹp lắm, mà Vân Sơn không nghĩ là nó đẹp đến mức như thế này. Thiệt sự mà nói luôn, đẹp quá trời quá đất à. Vân Sơn nghĩ là con đường này nó dài khoảng chừng 1.000 km. Nếu mà chúng ta chạy thẳng thét đó, chạy mà một lèo đó, thì nhiều nhất cũng khoảng chừng 15-16 tiếng là chúng ta đi hết con đường này. Nhưng mà để mà khám phá nó, để mà thưởng thức nó, và để mà cho nó đã đó, là Vân Sơn nghĩ là mình cần ít nhất phải một tuần lễ trên con đường này. Một tuần lễ kỳ này đó, chúng ta đi trên con đường mà Highway 1 này nè, là một cái trải nghiệm rất là thú vị và một cái trải nghiệm cần thiết trong cuộc đời luôn. Với những cái cảnh mà nó như thế này là nó đủ cho chúng ta choáng ngợp rồi, đúng không? Nó đã, nó đẹp, nó nên thơ, nó hùng vĩ, nó treo leo, nó trắc trở, nó đầy đủ tất cả những cái cảm giác khi chúng ta đi qua con đường này ha. Nhiều khi đẹp quá, nói trời ơi đẹp quá, ở đâu mà đẹp dữ vậy nè. Mình không ngờ là ở ngay California trên cái con đường này nó lại có những cái cảnh đẹp như vậy. Sáng nó đẹp khác, trưa nó đẹp khác, chiều nó đẹp khác, hoàng hôn nó đẹp khác. Ở đâu có ha? Không đâu có. Chỉ có bỏ thời gian ra ha, bỏ thời gian ra đi ra như thế này, chúng ta có tất cả.
Đó, đẹp ghê chưa? Như vậy mà không chịu vô hưởng đó trời. Thiên nhiên có sẵn vậy thôi, chỉ cần nhìn thấy là nó đẹp rồi. Không cần làm gì hết trơn á. Chỉ cần chạy ngang nó ngó đó vậy thôi là đã con mắt rồi. Sướng như vậy đó mà không ai chịu hưởng hết trơn. Cả một cái con đường như thế này, cả một cái cảnh như thế này, có mình tôi hưởng á. Hưởng không? Đó coi nè, đường đi nữa nè. Trời đất ơi. Ôi kìa, một bên là vách núi, bông cỏ lao ha. Cỏ lao nó đầy hết. Cỏ lao nó chỗ bông kìa, chỗ bông vàng cả một vách núi. Rồi đứng từ trên vách núi này nhìn xuống là biển cả mênh mông. Trời ơi, chen vào đó có những cây tùng giống như cây bonsai vậy đó. Còn gì nữa nói. Thấy kìa. Ú cha ơi. Ú cha. Ú cha. Đó cứ vậy đó. Đi đường cứ vậy đó, giống như khùng vậy. Mỗi miệng luôn á. Khen mỗi miệng luôn á con kìa. Trời ơi, vách núi nó vàng rực ở dưới luôn kìa bà con ơi. Má ơi, nó đẹp quá luôn á. Mỹ nó nói là flow my mind. It's flow my mind. Thấy không? Việt Nam mình là đẹp hú hồn. Đẹp mắt hồn đó. Thật sự mà nói đó, giờ mỗi một ngày ha, cho Vân Sơn chạy trên con đường này, chạy đi rồi chạy về, chạy đi rồi chạy về, đó chạy hoài được hoài, bảo đảm luôn, nó đẹp quá ha. Nó làm cho con người mình thứ nhất là nó thoải mái nè, thứ hai là nó không có bị nhàm chán đó. Con đường mà thường thường những con đường freeway đó mà nó chạy thẳng, nó chạy hoài mà hai bên là đồng ruộng, nó cứ vậy hoài đó, là mình chán lắm đúng không? Còn con đường này nó không có chán má ơi, nó đã quá. Con đường này á, chạy hoài nó không chán luôn á. Con đường này giống gì quý vị biết không? Con đường này giống vợ tôi á. Ở với vợ tôi hoài không chán mà ơi. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the icing. Loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy coated heart melt when you take my hand and I am under your spell. Baby, I crave your affection when I stepped in sweet confection. I need your my sugar. I'm pleased as punch, whether spiked or sparkly. You make me tipsy and bubbly. If you're dessert, I want the last course first. Oh, how I love all your candy kisses, and I'm a deep addicted. Oh, 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 I can't have just one. No. When I stepped in sweet confection, I need your my sugar. Nhiều khi các bạn biết không, đi trên con đường này nè, mình phải tìm mình phải tìm cái từ ngữ để mình khen nó.
chứ mình nói đẹp hoài á, thì nghe nó không có xứng đáng với nó. Nó đẹp thì là ở đâu cũng đẹp đúng không? Nhức đầu á, phải suy nghĩ lắm, nhức đầu. Tại vì mình nói trời ơi đẹp quá là chuyện bình thường đúng không? À, đẹp à, vừa rồi mình ví dụ mình nói là đẹp đẹp hú hồn ha, đẹp đẹp mất hồn ha, rồi nào là đẹp xỉu ha. Thì bây giờ mình phải tìm cái từ khác để mình diễn tả nó mới được, chứ không lẽ mình dùng những cái từ đó hoài nó nhàm đúng không? Đó, bây giờ cái con đường này đó mình phải nói là đẹp đẹp nhức nách. Đẹp mà đẹp, đẹp mà bây giờ phải kẹp cái nách rồi. Đẹp quá trời. À, hiện tại thì mình đang tiến về hướng thành phố Monterey. Thành phố Monterey là thành phố chính của quận hạt Monterey luôn nha. Theo như Vân Sơn được biết đó, thì thành phố Monterey đã được xây dựng vào khoảng chừng 300 năm trước bởi những người Tây Ban Nha nha các bạn. Hồi xưa đó người Tây Ban Nha đó họ chiếm cái vùng đất này nè, và họ xây dựng nên thành phố này. Có khoảng thời gian hơn 100 năm là từ khoảng thời gian 1770 cho tới 1880 mấy đó, thì cái thành phố Monterey này nó trở thành thủ phủ của người Tây Ban Nha tại cái thuộc địa này ha. Hồi xưa người Tây Ban Nha đó họ chiếm cái vùng đất ở Mỹ này, họ làm thuộc địa rất là nhiều luôn. Và Monterey là thủ phủ của người Tây Ban Nha tại Mỹ. Ghê chưa? Thành ra thành phố này nó phát triển kinh hồn lắm. Có một thời gian nữa, thành phố này cách đây khoảng chừng vài chục năm trước đó, thì thành phố này nó có một cái rất nổi tiếng, đó là kỹ nghệ đóng hộp cá mòi. Đó, cá mòi mà ngay tại Monterey làm là nổi tiếng thế giới và lớn, hầu như là bậc nhất của thế giới luôn. Nhưng mà bây giờ đó, hiện tại bây giờ thì kỹ nghệ đó coi như là nó suy sụp rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sự biến mất của cá mòi trên đại dương. Thì mình nói biến mất thì nó hơi quá đáng, nhưng mà cá mòi hiện nay nó không còn phong phú như là hồi xưa nữa. Bởi vì có những lý do chính sau đây. Thứ nhất là vì đánh bắt công nghiệp. Thứ hai là vì thay đổi môi trường khí hậu. Thành ra cái kỹ nghệ cá mòi của Monterey hiện nay nó không có còn dữ dội như hồi xưa nữa. Nhưng mà thành phố Monterey ngày nay vẫn là một thành phố du lịch xứng đáng để chúng ta ghé thăm. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây có nhiều di tích lịch sử ha. Và thứ hai là ở đây có những cái phong cảnh thiên nhiên rất là đẹp luôn. Thành ra Vân Sơn mời các bạn cùng với Vân Sơn, chúng ta cùng vào thành phố Monterey, chúng ta khám rồi phá nó thôi. Ok, đi nha. Hey, các bạn thân mến, nếu mà các bạn nào thích ăn cá mòi thì phải nhớ tới cái thương hiệu này, đúng không?
cá mòi sardine là nổi tiếng thế giới, lâu đời dữ lắm rồi. Hiện nay đó, chúng ta đang đứng trước một cái thương hiệu được gọi là Sardine Factory Restaurant. Đây là một cái nhà hàng mà nó mang cái thương hiệu là cá mòi sardine để ghi nhớ một cái thời kỹ nghệ đóng hộp cá mòi tại thành phố Monterey này. Cách đây vài chục năm, cái kỹ nghệ đóng hộp cá mòi tại đây là bận rộn vô cùng luôn. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cá mòi hiện nay nó biến mất dần trên đại dương. No mask phạt 100 đồng. Ôi này vui nè, đó. Các bạn thấy không, bây giờ là no mask là bằng 100 đồng tiền phạt đó nha. Phạt 100 đồng nè, thấy ghê không? Đây là cái con đường mình vào một cái bến tàu cũ của thành phố Monterey. Hồi xưa đây là tấp nập tàu cá vào nè. Bây giờ nó cũ rồi. Thành ra bây giờ người ta làm lại một cái shopping nhỏ nhỏ vậy đó. Khi chúng ta có dịp ghé đến thành phố Monterey, hoặc là chúng ta đi ngang qua con highway 1 này nè, check out điểm này một cái, dễ thương lắm. Vô đây chúng ta có thể có nhà hàng nè, có gift shop nè, vừa đi shopping, vừa ăn được những cái hải sản rất là tươi ngon. Chờ gì nữa, let's go. Dễ thương. Because all is well. Oh, I hope.
Rồi các bạn thân mến, trên đường chúng ta đi về hướng sau của Highway 1 thì chúng ta có một cái điểm dừng chân như thế này. Bây giờ khoảng là 6 giờ chiều, mặt trời vừa mới lặn xong, ánh sáng còn đủ để chúng ta có thể làm một cái buổi ăn chiều nhẹ nhẹ được. Hôm nay Vân Sơn san sẻ đến gì cái món ăn rất là ngon mà Vân Sơn làm, Vân Sơn rất thích luôn. Cái món được gọi là tôm burger, shrimp burger, có nghĩa là mình làm bánh hamburger bằng cái nhân tôm nha. Món này dễ làm, dễ nấu và rất dễ ngon. Ok, đầu tiên thì chúng ta có tôm ha. Tôm thì các bạn cứ sắc viên viên ra nha, đai viên như thế này ha. Rồi tiêu vào nè. Ok, miếng muối vào nè. Ok, một miếng bột vào nhé. Các bạn dùng bột gì cũng được, bột bắp cũng được, bột mì cũng được ha, bất cứ bột gì cho miếng bột vào. Rồi sau đó mình cho cái này là hành với lại ngò sắc nhuyễn ra nha, mở vô đây. Ok, trộn đều nó lên, trộn đều nó lên và cho cái trứng vào, cứ trộn đều nó lên. Rồi trong khi chờ nó thấm gia vị xíu ha, mình mở chảo lên, lửa lên ngon. Ok, dầu vô nha, đợi cho chảo nóng xíu chúng ta sẽ cho tôm vào. Mình làm cho nó vuông vuông lại nha. Cái bánh của mình vuông á thì mình sẽ làm vuông, cái bánh mình tròn mình sẽ làm nó tròn ha. Đó, nó vuông vuông là thế này, cứ vậy thôi. Hương thơm lên ngào ngạt ha. Cái mùi tôm các bạn biết rồi, cái mùi tôm khi mà nó chạm với lại tất cả những cái chảo nóng đó ha, ướp với lại cái hành tiêu tất cả mọi thứ vô, trời ơi nó thơm là quá trời thơm luôn. Bắt đầu này mình trở nó qua cái, trở nhẹ nó cái. Cái món này á làm rất là lẹ, cái món này khoảng chừng 5 phút thôi. Sau khi chúng ta chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi hết rồi đó, chỉ cần 5 phút thôi là chúng ta có chúng ta ăn rồi nha các bạn, nhanh lắm. Ok, đó ok, bánh mì sandwich ha. Mến. Đúng ra đó là làm xong là Vân Sơn ăn luôn là được rồi, nhưng mà ánh sáng nó hơi tối, Vân Sơn muốn cho các bạn thưởng thức với cái bánh shrimp burger của Vân Sơn mới vừa làm xong ha, nó tuyệt vời như thế nào, các bạn thấy có đẹp chưa ha? Có đẹp chưa ha? Ăn chung cái loại ớt này nữa ha, ớt ngâm giấm, ớt này của Mỹ nè, một cái loại ớt của Mỹ nó ngâm giấm ngon lắm.
ngon quá, không còn gì để nói. Ok, nếu mà quý vị và các bạn ở nhà làm món này ăn mà không ngon á, là không phải là tại vì Vân Sơn chỉ nó không ngon, mà tại vì thiếu cái cảnh đẹp giống như vậy. Khi mà chúng ta ghé đến quận hạt Monterey hoặc là thành phố Monterey đó, thì cái RV Park này là một những chọn lựa đúng đắn. Hơi mắc tiền chút xíu nhưng mà nó ok, nó rất là good luôn ha. Nơi đây được gọi là Marine Dune RV Park. Cái park này nó nằm sát biển luôn, nó nằm kế biển luôn nha, nằm kế những cái đụng cát của biển. Mình bước qua những cái đụng cát thì nó sẽ tới biển liền luôn. Và cái park này đó thì nó nằm cách ở thành phố Monterey khoảng chừng 10 phút. Mình đi khoảng 10 phút là mình vô tới trung tâm thành phố. Bây giờ thì chúng ta rời RV Park, chúng ta bước vào thành phố để chúng ta đi tham quan một số những cảnh đẹp của thành phố Monterey. Đó, các bạn thấy không? Vừa ra khỏi cái park thôi là nó có một cái trail nè, nó có một cái đường đi ha, đi qua khỏi cái đụng cát đó, là các bạn gặp biển liền. Người ta đi công rồi đó nhiều lắm, nhưng mà thực ra thì trong cái mùa này nó hơi lạnh nên là Vân Sơn biết là mình câu là câu chơi vậy thôi à, chứ ít khi nào mà dính cá. Cá mùa lạnh ít khi nào mới vô sát bờ lắm. Ok. Rồi, bây giờ mình thẳng tiến thành phố Monterey, ok. Bạn có thấy không? Trên con đường của mình đi, con đường mà Highway 1 á, là nó đẹp dữ lắm đúng không? Mà mình free, mình không có phải mua vé, mua ticket gì để mình chạy cho nó chừng á. Nhưng mà vào cái con đường 17 mai này nè, 17 mai tour ha, cái tour 17 mai này, mình phải mua một cái ticket 10 đồng 50 cent để mình vào đây. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các bạn biết không? Ở đây người ta nói đó là nếu chúng ta đến với lại thành phố Monterey rồi mà chúng ta không có ghé ngang cái con đường 17 mai này đó là một cái thiếu sót vô cùng ha. Bởi vì sao? Bởi vì 17 mai, 17 dặm trên con đường này nó đẹp như tranh vẽ. Thành ra hôm nay là Vân Sơn thử đi vào đây coi nó có đẹp mà đẹp hú hồn không, đẹp mà đẹp giống như tranh không, hay là đẹp nhức nách không. Nếu mà có thì các bạn nhìn thấy, còn nếu mà không á thì lần sau tới đây không có công vô đây chỉ mất công đúng không.
đẹp quá, đẹp lắm các bạn, không uổng công, không uổng 10 đồng 50 cent của tôi để bước vào đây. Vô đây đẹp lắm ha, tất cả những cái cảnh thiên nhiên rất là đẹp bày ra trước mắt chúng ta. Chúng ta có quyền thưởng lãm đó, đúng không? Chúng ta có quyền xả stress ở đây đã vô cùng luôn, xứng đáng để một lần các bạn nên ghé 17 khi mà các bạn đến với thành phố Monterey vậy nha. Yes. Các bạn đã biết ha, thành phố Monterey là một trong những thành phố cổ của tiểu bang California. Bởi vì sao? Bởi vì nó có trước khi tiểu bang California thành lập. Vì vậy cho nên mỗi khi mà tới với Monterey đó thì chúng ta có những cái điểm history rất đặc biệt để chúng ta thăm viếng, để tìm hiểu nó. Và đặc biệt là những cái cảnh đẹp, đẹp vô cùng luôn. Vì vậy cho nên hiện tại bây giờ chúng ta đi xuôi về hướng nam của thành phố Monterey khoảng chừng 20 mile thôi, có nghĩa là khoảng chừng 30 cây số, thì chúng ta sẽ gặp một cái điểm rất là đẹp, một cái biểu tượng của quận hạt Monterey luôn. Hầu như là ai đến với Monterey hoặc là ai đi ngang qua con đường này đều phải dừng chân lại chụp hình với nó một cái. Đó là cái gì? Chiếc cầu huyền thoại ha, chiếc cầu nổi tiếng Big Spy Bridge. Ok, bây giờ chúng ta đến để chúng ta chụp hình với nó chơi được không? Chiếc cầu này nhiều cái hay lắm. Để đến nơi đi rồi mình sẽ nói cho quý vị nghe. Ok, bây giờ trên đường đến với lại Big Spy cũng rất là nhiều cảnh đẹp luôn. Chúng ta bắt đầu theo dõi những cảnh đẹp phía trước mặt chúng ta. Thank you.
bạn có biết là vào khoảng năm 1930, người ta muốn làm một cái đoạn đường để kết nối cái con đường Highway 1 này. Thì đến đây có hai giải pháp. Một là đi vòng vào phía trong, hai là bắt con cầu qua hướng này. Giải pháp thứ nhất, đi vòng vào phía trong đó thì phải làm một cái tunnel, có nghĩa là phải làm một cái hầm đi xuyên qua con núi ha, đục cái hầm đi xuyên qua con núi khoảng chừng 200 mấy chục mét đó. Thì cái giải pháp mà đi vòng vào trong núi đó nó khó khăn hơn về vấn đề thời gian và tiền bạc. Làm một cầu bắt ngang chỗ này thì nó đẹp hơn, nó dễ hơn, ít tốn tiền hơn. Rồi, thành ra lúc đó người ta quyết định làm con cầu này. Nhưng đến lúc làm con cầu thì người ta mới nghĩ là bây giờ làm con cầu có hai cách. Một là làm bằng xi măng, cốt thép. Hai là làm con cầu bằng thép, bằng sắt, giống như là con cầu Golden Gate vậy đó. Người ta mới tính là nếu làm con cầu bằng sắt á thì hàng năm cái tiền maintenance nó mắc tiền sơn, rồi sét, rỉ, đủ thứ chuyện, đúng không? Và người ta quyết định làm con cầu bằng xi măng. Bởi vì sao? Làm con cầu bằng xi măng đó thì ít maintenance hơn. Và đặc biệt là cái màu xi măng người ta có thể làm cho nó hòa lẫn vào những cái đá ở đây, nó gần với thiên nhiên và nó đẹp hơn. Chính vì vậy cái con cầu Bisbee này nó đã ra đời. Người ta bắt đầu xây dựng nó vào năm 1931 và đến 1932 thì nó được khánh thành. Sau khi nó khánh thành, các bạn có biết không, con đường này đặt nghẹt người ta. Người ta đến đây để người ta quay phim, người ta chụp hình, người ta làm tất cả đủ mọi thứ ha. Bởi vì sao? Bởi vì nó đẹp quá. Lúc đó báo chí ha lên nè, postcard lên nè, stem lên nè, truyền hình lên nè, tất cả mọi thứ lên. Thành ra nơi đây đã trở thành một cái nơi du lịch thu hút khách khi mà người ta đến California, khi mà người ta đến với lại quận hạt Monterey. Chiếc cầu này đã từng có một thời gian là chiếc cầu được chụp hình nhiều nhất trên thế giới. Thấy ghê không? Chiếc cầu này ha, các bạn biết á, cái độ dài của nó khoảng chừng 714 feet, có nghĩa là khoảng chừng 218 mét. Chiều ngang của nó thì khoảng chừng 28 feet, là khoảng chừng 7-8 mét gì thôi. Và cái độ cao của nó khoảng chừng 100 mét trên mặt biển. Nó đặc biệt, nó đẹp là bởi vì nó có một cái nhịp vòm. Cái nhịp vòm của nó là hơn 100 mét ha. Nó được mô tả là một cái nơi giao thoa tuyệt vời nhất của thiên nhiên và những kiến trúc của con người tạo ra. Hiện nay Big Bay Bridge vẫn là một cái nơi mà thu hút khách du lịch rất là nhiều luôn. Nếu mà nói về cái độ nổi tiếng của nó đó, thì tuy là nó là một chiếc cầu xi măng, cốt sắt nằm ở cái nơi hẻo lánh như thế này, nhưng cái độ nổi tiếng của nó không thua với cái cầu Golden Gate. Nó nổi tiếng ngang hàng với cái cầu Golden Gate. Hôm nay quý vị thấy ông Nguyên Sơn phải mặc đồ đẹp, mặc đồ thiệt nổi thế này ha. Áo đỏ nè, quần jean áo trắng nè, để đứng đây để nói về chiếc cầu này. Tại sao vậy? Tại vì mình đứng kế một cái superstar. Không, thiệt ra cái cầu này rất đẹp ha. Các bạn nào có đến với lại thành phố quận hạt Monterey, hoặc là các bạn nào đi ngang cái con đường Highway 1, nhớ ghé đây chụp hình với lại cái cầu Big Bay Bridge này. Để làm gì? Để mình có một cái dịp là mình chụp hình với lại cây cầu mà nó nổi tiếng của nước Mỹ cũng như là nổi tiếng khắp thế giới.
xanh, cát trắng, tất cả mọi thứ nó hài hòa, nó đẹp, phải không? Đứng đây chụp hình đẹp không? Rất đẹp luôn đúng không? Tuyệt vời. Đây là một trong những điểm du lịch mà những người du khách khi ghé đến với lại thành phố Monterey họ cũng thường ghé đến đây. Đây được gọi là Camel by the Sea. Dễ thương vô cùng đúng không? Những con phố nhỏ nhỏ xinh xắn ha, có những kiến trúc cổ xưa đúng không? Rất dễ thương luôn. Phố này mà mình đi bộ là đẹp nhất luôn đúng không? Quá đẹp luôn. Và chúng ta đi bộ dài ra bãi biển ngoài kia đẹp lắm đó, trước mặt chúng ta là biển ha, xinh xắn dễ thương quá trời luôn á. Nè, Monterey là một trong những thành phố cũng như những quận hạt có những bãi biển cát trắng nha, cát trắng tinh luôn, rất là đẹp. Ví dụ như là 17 Mai nè ha, con đường 17 Mai đó, cát trắng đẹp. Hay là Camel Beach đẹp, hoặc là Camel by the Sea, ví dụ như những khu vực như thế này. Bãi biển đẹp lắm, đẹp vô cùng. Con đường nó đã đẹp rồi đúng không? Con đường thôi nó đã đẹp rồi, khoan nói tới những bãi biển nữa, quá xinh xắn. Đó, các bạn coi kìa, biển trước mặt chúng ta kìa. Đã chưa? Took me this long to find out your role.
keeps me warm. Well, oh, her love keeps me warm. Well, oh, her love kept me warm. But her heart don't rest here no more. Đi dọc trên cái bờ biển miền Tây hay là bờ biển của California đó, Vân Sơn nhận ra rất nhiều điều mà nó thú vị, nó lạ lắm. Thí dụ như bờ biển ở đây là nó cát trắng ha, cát trắng tinh đẹp dễ sợ. Nhưng có những bờ biển á, cát nó đen thui à. Nó đen thui à. Ví dụ như là ở Westport á, cát nó đen, càng lên miền Bắc nè, cát đen thui luôn. Và có những bãi biển cát nó vàng ha. Có những bãi biển cát nó đỏ. Nó giống như màu da con người vậy đó. Ngộ lắm nè, trắng nè, vàng nè, đỏ nè, đen. Đủ màu. Nhưng phải công nhận là bãi biển ở đây đẹp quá. Bãi biển ở đây nó đẹp á, không phải là chỉ nó trắng không ha. Mà nhờ vào những cái gờn đá nè, rồi nhờ vào những cái gốc cây nè ha, có cây xanh trên nó nè. Và đặc biệt là nhờ vào những cái kiến trúc của những cư dân ở đây đó, họ sống ở đây và họ xây dựng những cái ngôi nhà dọc theo bờ biển, hay là những cái shopping dọc theo bờ biển như thế này. Nó đẹp vô cùng ha. Mình xuống đây mình đi, mình thả bộ, mình đi chơi, hay là mình mua sắm shopping ăn uống gì đó, cũng là một cái nơi để chúng ta xả stress được, đúng không? Đẹp quá, một cái thao nhỏ mà nó đẹp vô cùng luôn á. I love it. Các bạn nhớ nha, Camo by the Sea, một cái thao nhỏ đẹp lắm. Làm như bây giờ mình già rồi hay sao vậy đó, thấy cái gì nhỏ xinh là mình thích à. Thí dụ như cái thao này chẳng hạn ha, cái thao của thành phố nó nhỏ nó xinh của mình khoái. Cái nhà cũng vậy nữa, nhà bây giờ không khoái cái nhà bự, khoái cái nhà nhỏ à đó. Rồi kể cả giờ vợ cũng vậy nữa, vợ lớn không khoái, khoái vợ nhỏ. Già rồi sinh tật cái làm sao á.